Cô chào tất cả các em. Cô rất vui được đồng hành với các em trong tiết học này. Đất nước Việt Nam trải qua các thời kỳ dựng nước và giữ nước đã có rất nhiều vị anh hùng. Họ là những người có đóng góp xuất sắc trong việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Một trong những anh hùng đó chính là Trần Đại Nghĩa. Giáo sư Trần Đại Nghĩa sinh năm 1913, mất năm 1997, quê ở tỉnh Vĩnh Long, một miền quê giàu truyền thống cách mạng. Nhà nghèo, mồ côi cha từ nhỏ, nhưng bằng ý chí và sự quyết tâm, ông đã trở thành một vị tướng, một giáo sư, một nhà khoa học và là một anh hùng nổi bật trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Sự nghiệp của con người tài năng này như thế nào, chúng ta sẽ tìm hiểu qua bài tập đọc Anh hùng lao động Đại Nghĩa trong quyển từ điển các nhân vật lịch sử Việt Nam. Và trong bài tập đọc này, chúng ta sẽ cùng nhau luyện đọc đúng và tìm hiểu bài. Từ đó chúng ta có thể luyện đọc thật hay bài tập đọc. Bây giờ chúng ta vào phần 1, luyện đọc đúng. Cô sẽ đọc cả bài, các em chú ý lắng nghe nhé. Anh hùng lao động Trần Đại Nghĩa. Trần Đại Nghĩa tên thật là Phạm Quang Lễ, quê ở tỉnh Vĩnh Long. Sau khi học xong bậc trung học ở Sài Gòn năm 1935, ông sang Pháp học đại học. Ông theo học cả ba ngành: kỹ sư cầu cống, kỹ sư điện và kỹ sư hàng không. Ngoài ra, ông còn miệt mài nghiên cứu kỹ thuật chế tạo vũ khí. Năm 1946, nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, ông rời bỏ cuộc sống đầy đủ tiện nghi ở nước ngoài, theo Bác Hồ về nước. Ông được Bác Hồ đặt tên mới là Trần Đại Nghĩa và giao nhiệm vụ nghiên cứu chế tạo vũ khí phục vụ kháng chiến chống thực dân Pháp. Trên cương vị Cục trưởng Cục Quân giới, ông đã cùng anh em miệt mài nghiên cứu chế ra những loại vũ khí có sức công phá lớn như súng bazooka, súng không giật, bom bay tiêu diệt xe tăng và lô cốt của giặc. Bên cạnh những cống hiến xuất sắc cho sự nghiệp quốc phòng, giáo sư Trần Đại Nghĩa còn có công lớn trong việc xây dựng nền khoa học tuổi trẻ của nước nhà. Nhiều năm liền, ông giữ cương vị chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước. Những cống hiến của giáo sư Trần Đại Nghĩa được đánh giá cao. Năm 1948, ông được phong thiếu tướng. Năm 1952, ông được tuyên dương anh hùng lao động. Ông còn được nhà nước tặng giải thưởng Hồ Chí Minh và nhiều huân chương cao quý. Để đọc đúng bài tập đọc này, các em cần lưu ý phát âm những từ sau: nghiên cứu, súng bazooka. Cô đọc lại: nghiên cứu, súng bazooka. Trong bài còn có những câu dài các em cần lưu ý ngắt nghỉ. Ông được Bác Hồ đặt tên mới là Trần Đại Nghĩa và giao nhiệm vụ nghiên cứu chế tạo vũ khí phục vụ cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Trong bài có một số từ các em cần hiểu rõ nghĩa. Anh hùng lao động, danh hiệu nhà nước phong tặng đơn vị người có thành tích đặc biệt trong lao động. Tiện nghi, các vật dụng cần thiết giúp cho sinh hoạt hàng ngày được thuận tiện, thoải mái. Cương vị, vị trí công tác, chức vụ, cục quân giới, cơ quan phụ trách việc chế tạo, cung cấp vũ khí cho quân đội. Cống hiến, đóng góp có giá trị. Sự nghiệp, công việc lớn, có lợi ích chung. Quốc phòng, bảo vệ đất nước. Huân chương, vật làm bằng kim loại, đeo trước ngực làm dấu hiệu cho phần thưởng lớn được nhà nước trao tặng người có công. Bài này được chia làm mấy đoạn vậy các em? Bài này cô chia làm 4 đoạn. Đoạn 1, từ Trần Đại Nghĩa cho tới chế tạo vũ khí. Đoạn 2, năm 1946 đến lô cốt của giặc. Đoạn 3, từ bên cạnh cho tới kỹ thuật nhà nước. Đoạn 4 là đoạn còn lại. Các em đọc thầm đoạn số 1. Dựa vào nội dung của đoạn số 1,
Các em hãy cho cô biết quá trình học tập của Trần Đại Nghĩa trước khi theo Bác Hồ về nước. Trần Đại Nghĩa là cái tên do Bác Hồ đặt cho ông. Ông tên thật là Phạm Quang Lễ, quê ở Vĩnh Long. Năm 1935, ông sang Pháp theo học cả ba ngành: kỹ sư cầu cống, kỹ sư điện và kỹ sư hàng không. Ngoài ra, ông còn miệt mài nghiên cứu kỹ thuật chế tạo vũ khí. Vậy, theo các em, nội dung của đoạn 1 này là gì? Nội dung của đoạn 1 đó là giới thiệu về quá trình học tập của nhà khoa học Trần Đại Nghĩa. Bây giờ, Trần Đại Nghĩa là một nhà khoa học có tài. Ông đã đóng góp tài năng của mình như thế nào trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước? Để biết được điều đó, chúng ta tìm hiểu tiếp đoạn 2 và đoạn 3. Các em đọc thầm đoạn số 2 và đoạn số 3. Và cho cô biết, theo em, vì sao Trần Đại Nghĩa có thể rời bỏ cuộc sống tiện nghi ở nước ngoài để về nước? Nghe theo tiếng gọi của thiêng liêng của Tổ quốc, ông đã rời bỏ cuộc sống tiện nghi ở nước ngoài và theo Bác Hồ về nước, các em ạ. Vậy theo em, tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc là gì? Để thể hiện tình cảm, lòng yêu nước thiết tha khi đất nước bị giặc xâm lược, nghe theo tiếng gọi của cha ông, Trần Đại Nghĩa cũng như rất nhiều người con ưu tú khác đã trở về đóng góp sức mình trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Giáo sư Trần Đại Nghĩa đã có đóng góp to lớn gì trong cuộc kháng chiến? Trên cương vị Cục trưởng Cục Quân giới, ông đã cùng anh em nghiên cứu chế tạo ra những loại vũ khí có sức công phá lớn: súng bazooka, súng không giật, bom bay tiêu diệt xe tăng và lô cốt của giặc. Vậy, Trần Đại Nghĩa đã có những đóng góp gì cho sự nghiệp xây dựng Tổ quốc? Ông có công lớn trong việc xây dựng nền khoa học trẻ của nước nhà. Nhiều năm liền ông giữ cương vị chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật của nhà nước. Vậy, nội dung của đoạn số 2 và đoạn 3 là gì? Nội dung của đoạn số 2 và số 3 đó là những đóng góp của giáo sư Trần Đại Nghĩa trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trần Đại Nghĩa là một người có tài, với tinh thần yêu nước, ông đã luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Những cống hiến của ông đã được nhà nước đánh giá như thế nào? Chúng ta đi tìm hiểu đoạn số 4. Các em đọc thầm cho cô đoạn số 4. Những cống hiến của Trần Đại Nghĩa được nhà nước đánh giá đó là: vào năm 1948, ông được phong thiếu tướng. Năm 1952, ông được tuyên dương anh hùng lao động. Ông được nhà nước tặng giải thưởng Hồ Chí Minh và nhiều huân chương cao quý. Giải thưởng Hồ Chí Minh là một phần thưởng cao quý của nhà nước trao tặng cho những người có thành tích xuất sắc trong lao động. Vậy, bạn nào có thể cho cô biết nội dung của đoạn số 4 là gì? Nội dung của đoạn số 4 đó chính là nhà nước đánh giá cao cống hiến của giáo sư Trần Đại Nghĩa. Em có suy nghĩ gì về giáo sư Trần Đại Nghĩa? Ông là người có lòng yêu nước. Ông tận tụy hết lòng vì đất nước. Ông ham nghiên cứu học hỏi và tên tuổi của ông đã trở thành huyền thoại đối với người dân Việt Nam và bạn bè quốc tế. Qua phần tìm hiểu bài vừa rồi, chúng ta biết được quá trình học tập và những đóng góp của ông và đánh giá cao của nhà nước về sự cống hiến của Trần Đại Nghĩa. Đó cũng chính là nội dung của bài ngày hôm nay. Nội dung của bài học: ca ngợi anh hùng lao động Trần Đại Nghĩa đã có những cống hiến xuất sắc cho sự nghiệp quốc phòng và xây dựng nền khoa học trẻ của đất nước.
Bài học của chúng ta tạm dừng ở đây. Cô chào tất cả các em.